Dạ vâng, và rất là vui mừng được chào đón tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Lorem Audio. Cũng là rất lâu rồi thì bên em cũng không có những clip mà đưa lên để giới thiệu những mẫu loa siêu chép. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với phiên bản loa chép Pioneer X200. Thì đây sẽ là một trong những cái phụ kiện, những cái sản phẩm hỗ trợ cho chính những cái bộ dàn của chúng ta. Với cái nhu cầu là chúng ta muốn nghe những cái bản nhạc, những bản nhạc bolero, những bản nhạc không lời, nó được sắc nét hơn, chi tiết hơn, bay bổng hơn, thì chúng ta mua sắm những cái cặp loa siêu chép thì nó cũng không còn xa lạ gì nữa, rất là phổ biến rồi. Và đáp ứng cái nhu cầu đấy thì bên em cũng đã đưa về rất là nhiều những cái dòng loa siêu chép để chúng ta có thể hỗ trợ thêm cho cái bộ dàn của chúng ta. Nó sẽ nằm trong các mức giá khác nhau. Còn ở đây thì đang có một đôi loa Pioneer X200 màu vàng vân gỗ rất là đẹp. Phiên bản này thì bên em là hàng xách tay. Chính vì vậy nó sẽ có một cái chất âm nó rất là tốt. Pioneer là một trong những cái hãng âm thanh vô cùng nổi tiếng, nó cũng là một cái điểm sáng của cái thị trường âm thanh châu Á của chúng ta nói chung và nói riêng là ở thị trường Nhật Bản. Vâng, và với cái cấu tạo hết sức hài hòa, mặt trước hoàn toàn bằng kim loại, chúng ta có thể thấy được cái củ loa nó rất là chắc chắn và được cắt CNC rất là đẹp. Mặt trước của nó làm bằng vật liệu là kim loại, bên này thì được phủ một lớp sơn. Sơn này là sơn tĩnh điện. Màng titan, chúng ta sẽ có một cái chất âm nó tươi sáng và cái độ bền tuổi thọ của cái màng titan nó sẽ rất là cao. Nó sẽ hỗ trợ rất tốt trong cái vấn đề nghe nhạc của chúng ta. Và trên phiên bản Pioneer X200 này thì bên em đang cũng có những cái bài test phối ghép cùng với những bộ loa và hát karaoke. Thì cái lời hát của chúng ta nó sẽ rất là sáng khi có thêm chép vào. Nó sẽ chịu đựng được ở trong cái ngưỡng 200W. Chính vì vậy những cái không gian nhỏ, những cái bộ dàn vừa phải thì chúng ta có thể hát được trên cái phiên bản Pioneer X200 này rất tốt. Vâng, và với mức giá là 1.500.000 đồng, chúng ta đang có những cái sản phẩm mà phục vụ cũng như là đưa cho chúng ta thêm những cái sự trải nghiệm mà khai thác tối đa những cái dải tần số cao mà trên những chiếc loa chép ở trên loa chúng ta cũng không có thể xử lý được hết. Thì ở đây Pioneer X200 nó sẽ là một trong cái công cụ hỗ trợ, chúng ta sẽ có được một cái bản nhạc cực kỳ sáng, leng keng lách cách của dải chép, và nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái hiệu quả rất là cao. Em sẽ cho lớn nhạc lên một chút, chúng ta sẽ thấy sự xử lý cũng như là cái chất âm nó mang lại nó sẽ tốt như thế nào, chúng ta sẽ có thêm cơ sở để chúng ta mua sắm.